Có lẽ như thế này, xin có một đôi điều với các anh các chị một chút. Tôi ở trên mạng thì các anh nhìn thấy cái nick là Hạ Long 1958. Tôi thì ở cái quán này thì tôi có một chút cổ phần, cho nên là trên mạng tôi có thông báo là chúng ta đến đây thì rất là vô tư. Tôi hoàn toàn hỗ trợ về vấn đề thiết bị, các anh các chị có thể đến đây thường ngày cũng được, không đến mức mà cứ phải là một tuần một buổi đâu, hoặc là bao nhiêu tuần một buổi thì không quan trọng. Chúng ta tạo ra một cái chỗ chơi mới để chúng ta có thể đến đây vui chơi và thoải mái. Ở đây thì các cái dịch vụ nó cũng không nó hoàn toàn, chúng tôi vẫn các cháu nó sẽ dùng dịch vụ đúng như là ở các tầng dưới, không khác gì cả. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai thì thưa các anh các chị, tôi thì cũng rất ngại, bởi vì là một cái người tham gia cùng các anh các chị làm công tác tổ chức có các cuộc vui như thế này, nhưng mà lại là nó liên quan đến quán, cho nên chính vì thế tôi không có động bất kỳ một cái gì liên quan đến cái việc này. Tôi hôm nay thì cũng rất là mừng mà có một số các anh các chị đến đây, và tôi nghĩ rằng là cũng là một cái sân chơi có thể là đủ rộng để các anh các chị có thể trao đổi thoải mái. Và tôi thì tôi nghĩ như thế này, bởi vì tôi cũng không phải là lúc nào cũng ngồi đây. Tôi thì giám đốc của công ty mà cũng không thể ngồi đây được, và từ sau này thì các cháu nó sẽ ở đây, nó sẽ lo. Và có thể là có những buổi chúng ta, tôi thì không có đây, có thể các anh các chị vẫn cứ sinh hoạt bình thường theo như cái cuộc hẹn hò, và chúng ta coi đây là như là cái nhà riêng, cái ngôi nhà chung của chúng ta có thể để sinh hoạt. Nhưng tôi nói thật với các anh các chị là ở đây cái âm thanh ấy, thì tôi khi điều chỉnh thì thật ra là tôi biết là các anh các chị thì thích, là nhiều lúc là thích một chút nó tiếng vang, tiếng nhại nó tốt hơn. Nhưng mà tôi thì tôi nói thật là nếu mà hát được thì cố gắng là giảm đỡ tiếng vang đi, để chúng ta nghe thật giọng của chúng ta hơn. Chứ còn khi đẩy vang lên nhiều thì nhại ra nhiều thì chúng ta sẽ khó hát. Vì cái nhại thì nó có một cái yếu điểm của nó, là cái nhại của các cái máy bình thường này khi nó nhại lại thì tần số thấp hơn, và các chị cứ đuổi theo cái đấy thì dần dần tiếng hát nó tụt so với nhạc. Đấy là cái mà nó hay xảy ra nhất.